thiếu niềm tin và sự nắm chắc mà thôi. Chỉ cần nắm được chánh niệm tham câu thoại đầu cho chắc, cũng đừng để ý đến hôn trầm tán loạn, cũng đừng để ý đến động tịnh nói nín, cũng đừng để ý đến sanh già bệnh chết, cũng đừng để ý đến khổ vui thuận nghịch, cũng đừng để ý đến thành tựu hay chẳng thành tựu, vân vân. Cho đến trừ cái chánh niệm tham câu thoại đầu này ra, dẫu cho tam thế chư Phật, lịch đại tổ sư đồng thời hiện ra trước mặt, đem pháp hiếu vô thượng đệ nhất nghĩa để trút vào trong bụng ta, cũng cần phải lập tức mửa ra, và cũng đừng để ý đến các ngài. Bởi vì việc này chẳng ở trên Phật tổ, chẳng ở trên cảnh duyên, chẳng ở trên văn tự, chẳng ở trên tri giải, chỉ ở chỗ tột cùng là ông tin được việc lớn sanh tử vô thường. Vì chẳng phải biết làm sao đối với sanh tử, nên phải tham thoại đầu của cổ nhân. Trừ một cái niệm tham thoại đầu của cổ nhân này ra, còn muốn hướng vào trong một niệm thứ hai tìm kiếm thì giống như dạch sóng tìm nước vậy. Cổ nhân nói, mật ở bên ông, và đâu từng có một pháp cho người để nghe thấy, để nắm giữ. Hôm nay dạy ông kháng câu thoại đầu đã là bất đắc dĩ rồi. Nếu ngoài câu thoại đầu này ra, lại suy nghĩ tính toán càng không dính dáng. Lâu ngày về sau, công phu thuần thục, thời tiết đến, nghi tình dở. Phải biết nghi đó, tham đó, cho đến cùng câu thoại đầu, quy về tự kỷ, lại không có một pháp có lý lẽ, cũng không có một pháp là liễu hay chẳng liễu. Cho nên trong kinh nói, sum la vạn tượng, một pháp sở ấn. Chỉ một pháp không có chỗ tìm, há có câu thoại đầu ư? Chỉ cần tin nhận, quyết chẳng gạt nhau. Thiền Nhân Uyên ở Hải Đông hàng ngày ở trong tăng đường. Nhân kháng thoại đầu chưa xong, viết thư cầu chỉ dạy. Tôi viết vài lời đáp ông như thế. Khai thị thiền nhân vô địa lập. Bốn chữ hồi quang phản chiếu là cảnh giới độc thoát phàm tình, siêu nhập lãnh vực đại ngộ. Ông công phu chưa tới chỗ này thì quang làm sao hồi, chiếu làm sao phản. Ông nếu chưa chân chánh ngộ minh, hễ có lý để hồi để phản đều là tự dối. Vì ngộ đến chỗ triệt thì tâm quang chẳng đợi hồi mà tự hồi, giác chiếu chẳng đợi phản mà tự phản. Vì không có đối đãi nên cũng không có quang để hồi, cũng không có chiếu để phản. Ấy là nhất hạnh tam muội. Từ xưa Phật tổ đều nhằm vào chỗ này đặt gót, chứ chẳng phải chỗ ý thức tình vọng có thể đến. Hiện nay có một bọn người ngu si ở chỗ vắng lặng, thâu cái thấy nghe, tuyệt kiến văn tương tự như gỗ đá, gọi là hồi quang phản chiếu. Chiếu như thế ấy 30 năm, niệm niệm muốn thoát sanh tử chẳng được. Chỉ cần mạnh mẽ đề khởi câu, triệu châu vì sao nói chữ không. Ngày đêm tham cứu, đi cũng nghĩ, ngồi cũng nghĩ. Chính đương lúc kháng như thế, điều thiết yếu là chẳng được tưởng là hồi quang phản chiếu. Chỗ tham cứu chẳng được chính là lúc tan thân bỏ mạng. Lâu ngày thuần thục hốt nhiên khai ngộ, chẳng từng tự biết mà hồi quang phản chiếu hoàn tất vậy. Nếu còn cho là hồi quang phản chiếu thì vẫn y như xưa, chưa được ngộ. Thiền nhân vô địa lập, cầu lời cảnh sách, tôi viết như thế. Khai thị thượng chủ phù, như nói trong 24 tiếng đồng hồ làm chủ chẳng được, chẳng biết lìa câu thoại đầu sở tham này ra, lại gọi cái gì làm chủ. Phải biết chính câu thoại đầu này là chủ của ông. Chỉ cần thường khiến cho câu thoại đầu sở tham này chẳng lìa tâm niệm, ấy là làm được chủ. Cũng chẳng nên nghĩ là làm được chủ. Ý của người xưa trước kia chẳng từng nói đến làm chủ. Như Tổ Quy Sơn nói, cố làm chủ tể, chớ theo nhân tình, là lời nói tạm thời sách phát sự tinh tấn cho người, chứ chẳng phải đạo. Lại nói ở trên hôn trầm, tán loạn thị phi, nghịch thuận kháng thoại đầu, lời này không có đạo lý khó hiểu, chỉ tại ông hiểu chẳng được, cố sanh tri kiến. Như đang khi kháng thoại đầu, chợt các cảnh hôn trầm tán loạn, thuận nghịch hiện tiền, thì phải phấn chấn tinh thần hướng vào trong hôn trầm tán loạn kháng. Lâu ngày hôn trầm tán loạn, tình vọng thuận nghịch tự tiêu.
Có người thấy các cảnh hôn trầm tán loạn thuận nghịch này hiện tiền bèn sanh nghi, rồi lầm cho rằng chắc còn phương tiện nào khác để trừ khử các thói quen hôn trầm tán loạn, vân vân. Lại đổ lỗi cho căn khí, tức nghiệp, các thứ cảnh duyên. Vừa khởi tâm này thì ở trên hôn trầm tán loạn, chồng thêm hôn trầm tán loạn. Ở trong thuận nghịch lại thêm thuận nghịch. Vì thế dạy ông lúc hôn trầm tán loạn, chỉ ở trên hôn trầm tán loạn mà kháng, cũng chẳng phải có vật gì khác để kháng, cũng chẳng phải kháng hôn trầm tán loạn là vật gì. Cũng chẳng dạy ông ở trong hôn trầm tán loạn thuận nghịch vân vân tìm cái lỗ mũi nào khác, chỉ dạy ông ở trên hôn trầm tán loạn vân vân chỉ đề khởi thoại đầu tự kháng, hằng chẳng muốn buông bỏ, cũng chẳng vọng khởi niệm thứ hai phân biệt đây là hôn trầm tán loạn thuận nghịch vân vân. Hạ thủ công phu chỉ cần ngộ thoại đầu, chứ chẳng cần ông bài trừ hôn trầm tán loạn. Ông chỉ cần thống thiết nghĩ đến việc lớn sanh tử vô thường, đơn đề một câu thoại đầu khởi lên đại nghi tình để cầu chánh ngộ. Hễ niệm sanh tử thiết tha thì tự nhiên thoại đầu miên mật. Ở chỗ kháng thoại đầu miên mật, hôn trầm tán loạn tự nhiên chẳng hiện. Lúc hạ thủ công phu thấy có hôn trầm tán loạn vân vân, tức là cái niệm vì sanh tử của ông chẳng thống thiết, niệm kháng thoại đầu chẳng miên mật. Lại nói ở trên thoại đầu khởi nghi tình, sợ rơi vào suy nghĩ, nói vậy là sai rồi. Người xưa chỉ vì việc lớn sanh tử chưa giải quyết, 20-30 năm đi 3000 dặm, 1000000 dặm, gặp thiện tri thức liền thưa: con vì việc lớn sanh tử, chứ đâu từng kháng thoại đầu khởi nghi tình. Tuy chẳng kháng thoại đầu khởi nghi tình, mà cái tâm vì việc lớn sanh tử chưa giải quyết chính là chỗ nghi của người xưa. Người tham học thời gần đây có cái khổ là chẳng lấy sanh tử làm việc lớn, lại còn thêm ngữ ngôn rườm rà của thiền tông càng nhiều, khiến cho người học chưa bước vào cửa trước đã lấy sự nghi ngờ ngữ ngôn làm sự nghiệp, khiến cho cái chánh niệm về sanh tử bị ngăn cách. Cho nên các bậc tôn túc thời gần đây bất đắc dĩ đem câu thoại đầu vô nghĩa vô vị ném vào trong ruộng bát thức của ông, bảo ông bỏ đi tất cả tri giải, chỉ hướng vào chỗ chưa hiểu của câu thoại đầu nghi đi. Cái nghi tình như đụng nhầm núi bạc vách sắt, trước mặt không có tất bước có thể tiến, vừa khởi niệm thứ hai là rơi vào suy lường. Hễ chẳng khởi niệm thứ hai tức là nghi tình, trong nghi tình này tự nhiên cắt đứt tất cả các bệnh tri kiến giải hội. Hốt nhiên ông ở chỗ nghi đụng nhầm lật ngược, tức là ngộ, mới biết như một lời nửa câu của cổ nhân thật là đống lửa lớn, là kiếm thổi lông, kiếm rất bén, chẳng thể phạm được. Hễ dốc lòng tin thì không việc gì chẳng xong. Khai thị thiền nhân nhật bổn nguyên. Tâm này mê thành sanh tử, ngộ thành niết bàn. Vậy cái mê sanh tử hẳn là khó trừ, nhưng trái lại chẳng biết niết bàn của ngộ vẫn là mạt vàng rơi vào mắt. Phải biết bát nhã như đống lửa lớn, chẳng cho tất cả ghép vào. Ông hạ thủ công phu, tâm chẳng chịu chân thật thiết tha, chẳng thể ở trên một niệm đầu tiên làm mù, có nghĩa là không biết gì hết để tọa đoạn. Trong 24 tiếng đồng hồ ngây ngây tương tự như người chết, dựa vào câu thoại đầu sở tham tất cả đều chém đứt. Người học thường ở chỗ tọa chẳng đoạn mà sanh ra sự tính toán sai khác, cho là khó là dễ, dẫn khởi tình vọng sai biệt lăng xăng giao tiếp, lòng chẳng thể tùy chỗ cắt đứt. Rồi lập 10 điều nguyện nặng, muốn dựa vào sức của các nguyện này cắt đứt những suy nghĩ vẩn vơ, vọng tưởng hư huyễn như đá đè cỏ. Dẫu cho có lập 1000 điều nguyện nặng cũng đè chẳng được, càng thấy xa xôi. Ông chẳng nghĩ sanh tử vô thường là một đoạn nhân duyên lớn nhất từ thuở vô thỉ. Ông cần muốn tương ưng thì không có phương tiện nào khác hơn là chỉ có một câu thoại đầu sở tham. Ngay đây chỉ cần một phiến chánh niệm quyết định chẳng thoái chuyển, chẳng đổi dời. Sống cùng nó sống, chết cùng nó chết. Giả sử khi chưa ngộ, 1000 Thích Ca muôn Di Lặc trút cả 4 biển lớn Phật Pháp vào lỗ tai ông cũng đều là trần lao hư vọng, chứ chẳng phải cứu cánh.
Chỉ vì cái chánh niệm của ông chẳng vững vàng nên điên đảo cuồng vọng ngàn đường muôn lối, trọn không có lúc thôi nghỉ. Cẩn trọng, cẩn trọng, thiền nhân nguyên hãy cố gắng. Khai thị, thị giả tự hải văn. Phật tổ thuở xưa thống thiết về việc lớn sanh tử chưa giải quyết xong, nhiều kiếp ở trong biển Bồ Đề quân sâu, luyện kỹ chẳng phí phút giây, cho đến ở trong pháp Bồ Đề bỏ trăm ngàn muôn ức thân mạng, xem phú quý ân ái chẳng khác nào bụi bay qua mắt. Một niệm chăm chăm đề khởi câu thoại đầu vô nghĩa, vô vị của cổ nhân: quên lạnh, quên nóng, bỏ ngủ, bỏ ăn, chẳng đến chỗ đại phát minh, chỗ hoàn toàn thôi nghĩ thì chẳng thôi. Đủ thể tài như thế, mỗi mỗi thấu đảnh thấu đáy, đầu đuôi sâu suốt với nhau. Sau đó đem chỗ sở đắc đưa vào lò rèn trui đi luyện lại, để cho mảy trần sạch hết, trắng trẻo thanh khiết. Ở trên bờ sanh tử, niết bàn dạo chơi tự tại. Đây là người tâm không, thi đậu về. Đâu có giống như người thời nay gót chân cạn cợt, chẳng chịu tử tâm tử chí hướng vọng chỗ chân thật, đứng vững gót chân để cầu chân thật giải thoát. Chỉ quý ở trên sách vở ghi nhớ, bên miệng nói tai nghe nhiễm thành thói quen, chỉ muốn hiểu thiền là xong. Trái lại chẳng biết việc lớn sanh tử dưới gót chân vẫn y như cũ, đen như dầu hắt, chẳng những vô ích mà còn hại nữa. Thị giả tự hải văn cầu lời cảnh sách: tôi khai thị đường tắt nhập đạo như thế, hạ thủ công phu chỉ cần tin cho nổi. Từ một niệm đầu tiên tin cho nổi, như vậy 30 năm vĩnh viễn chẳng sanh niệm thứ hai. Càng tham chẳng được càng thêm tinh tấn, càng hạ thủ chẳng được càng thêm dũng mãnh. Ông ở chỗ hạ thủ chẳng được, tham chẳng được, chợt sanh một niệm nghi hoặc vọng kiến khởi, các thứ tình giải hoặc phàm hoặc thánh vân vân đều rơi vào hầm sanh tử. Tham thiền, nếu tham chẳng được chẳng nên nói căn khí chậm luộc, chẳng nên nói nghiệp chướng nặng, chẳng nên nói thời tiết muộn, chẳng nên nói chẳng gặp thiện tri thức. Đại ý chỉ vì một cái chánh niệm, vì sanh tử của ông chẳng chân chẳng thiết. Tâm này nếu chân thiết nói gì 30 năm mà 30 đời cũng không sợ hãi, cứ mật thiết hướng tới trước tham cứu. Cổ nhân nói: điều can chặt tận trùng tài trúc, bất kể công trình đắc tiện hưu. Có nghĩa là cần câu gãy hết trồng trúc khác, chẳng tính công trình được mơi thôi. Nếu ông chẳng đủ những thể tài này thì tham thiền học đạo đều là kiến giải điên đảo. Người học đạo chân chánh cần phải biết: thị giả văn hãy cố gắng, lão quyển nói như thế. Khai thị thiền nhân ý, Phật pháp toàn thể là ông đầy đủ. Ông vừa chợt sanh một niệm muốn nhằm ở trên Phật pháp nắm lấy thì đã rơi vào ý địa, không bao giờ cùng với Phật pháp tương ưng. Ông nếu chân chánh chẳng chịu bỏ qua việc lớn sanh tử, lại chẳng hướng vào lúc một niệm chưa khởi mà gánh vác, chỉ đem câu thoại đầu khi tứ đại tan rã hướng vào chỗ nào an thân lập mạng, tùy theo ông bất cứ chỗ nào đứng ngồi miên mật tham cứu. Chính đương lúc tham, tất cả những nghĩa lý của kinh điển và ngữ ngôn công án trong thiền tông từ xưa đến nay đã ghi nhớ được đều, chẳng được nhớ nửa chữ trong lòng, cũng chẳng được treo nửa chữ bên khóe miệng. Trong 24 tiếng đồng hồ ngay ngay tương tự như người đại tử, chỉ như thế đơn đề câu thoại đầu sở tham, tham cứu lâu ngày chẳng lui sụt, thì tự có cái thời tiết siêu nhiên đốn ngộ. Ông nếu chưa đích thân đến cái thời tiết chánh ngộ này, mà chỉ muốn đem tâm ý thức hướng lên trên ngữ ngôn tương tự hòa hội tri giải, dẫu cho ông hiểu được một gánh thiền đạo Phật pháp, đây gọi là ăn đàm giải con chồn, muôn kiếp ông cũng không xong việc. Thiền nhân ý hãy nhớ lấy. Khai thị thiền nhân nhân. Chỉ có niềm tin mới khiến cho mình đề khởi câu thoại đầu sở tham, bất kể thời gian, bền bỉ tham đi, tự nhiên có lúc ngộ nhập. Chẳng nên ở ngay lúc tham cứu sanh ra tất cả tâm nghi ngờ,
lại chẳng nên sanh tất cả tâm cầu mau khai ngộ. Dĩ như đi đường gắng sức ác tự đến nơi. Lúc tham thoại đầu hạ thủ công phu, hễ có tất cả kiếm văn tri giác kỳ đặc, thù thắng, ứng nghiệm, vân vân, đều là duyên ma. Chỉ cần chẳng sanh tâm chạy theo, lâu ngày tự cởi mở. Ông nếu vừa sanh một niệm tình chấp ưa thích thì rơi vào cảnh ma, tự cho là phát minh, trở thành cuồng loạn. Ngộ đạo như người đến nhà, cảnh vật trước mắt đều là nhà cũ, mỗi mỗi tự nhiên ổn đáng rõ ràng, không còn có một mảy may nghi hoặc. Nếu như còn nửa điểm nghi hoặc, quyết định chẳng phải nhà cũ thì phải tiếp tục tham cứu, bằng không thì dối thành dị kiến. Tham chữ không, chỉ cần hướng lên trên chữ không khởi nghi tình tham. Triệu Châu vì sao nói chữ không này? Trong 24 tiếng đồng hồ chỉ tham như thế. Chính đương lúc tham, chẳng hỏi có suy nghĩ phân biệt hay không phân biệt, có suy nghĩ hay không suy nghĩ đều thuộc vọng tưởng. Hôm nay chỉ muốn ông hướng lên trên câu thoại đầu sở tham khởi nghi tình. Chẳng nên ở trên tất cả cảnh duyên khởi tưởng phân biệt. Hễ ngoài câu thoại đầu sở tham ra, khởi một niệm khác, bất luận là niệm về Phật, niệm về Pháp, đều chẳng phải là chánh niệm, đều là hạt giống sanh tử. Người chân thật hạ thủ công phu trong 24 tiếng đồng hồ, niệm như cứu lửa cháy đầu, như một người địch với muôn người. Đâu có thì giờ rảnh mà để ý đến thân mạng thế duyên, cũng đâu có thì giờ rảnh để yêu cầu người khai phát, cũng đâu có thì giờ rảnh hỏi người để tìm ngôn cố kiếm giải hội. Lại có một hạng người ba ngày không được khai phát thì tâm mờ mịt, không biết làm cái khéo của họ. Bọn này đều là người đuổi theo giọng lưu chuyển, chẳng phải là người hạ thủ công phu. Đại khái người hạ thủ công phu như kẻ làm ăn trộm, muốn trộm vàng bạc của người, lúc đi cũng muốn trộm, lúc ngồi cũng muốn trộm, lúc rảnh cũng muốn trộm, lúc bận cũng muốn trộm. Lại đâu để lộ cái tâm muốn ăn trộm này cho người ta thấy. Càng muốn ăn trộm thì càng giấu kín ý muốn. Tâm tâm niệm niệm như thế lâu ngày chẳng lui sụp thì đến được địa vị của cổ nhân. Đâu giống như người trong 24 tiếng đồng hồ làm chủ không được, chỉ muốn chạy theo vọng tưởng lưu chuyển, cố làm chủ tể, chạy lên bồ đoàn làm hình thức, niệm niệm dong ruổi tìm cầu chẳng chịu thôi nghỉ, đâu tìm được thời tiết tương ưng. Hãy ghi nhớ, thời gian qua mau như nước chảy, phải nên tự tỉnh. Hạ thủ đến chỗ quên cả mê ngộ, mất hết thánh phàm, nhìn lại thấy 1700 tắc công án đều là lời nói dư, chỉ là mạt vàng làm lòa mắt thôi. Hãy kỹ lưỡng, hãy kỹ lưỡng. Khai thị thiền nhân diệu nhiên. Tham thiền chỉ cần tin cho nổi và đến trên câu thoại đầu tham đi, chẳng cần đem ý thức hướng lên trên nhất cùng dạng suy nghĩ. Ông nếu suy nghĩ nói nhất là vật gì, dạng là vật gì, dẫu cho ông chỉ điểm được rõ ràng minh bạch, cũng chính là si cuồng chạy ở bên ngoài, chẳng bao giờ cùng với đạo tương ưng. Ông nếu tin nổi thì chẳng cần hỏi nhất là nhất ở chỗ nào, dạng là dạng ở chỗ nào. Ông chỉ lo nhất thì chỉ là nhất, dạng chỉ là dạng. Chỉ cần nhằm dưới nhất quy về chỗ nào, đứng vững gót chân một niệm dạng niên tham đi. Tham đến lúc tâm không thi đậu về, đại triệt đại ngộ, thì ngay nơi nhất mà dạng, ngay nơi dạng mà nhất rõ ràng ở trong lòng. Ông nếu chưa ngộ, dù cho ông đem nhất cùng dạng nói được nhiều lời hay đẹp, cũng đều chẳng ra ngoài vọng tưởng điên đảo. Thượng nhân nhiên hãy tin lấy. Khai thị thiền nhân huyền. Triệu Châu vì sao nói chữ không? Chỉ cần trong 24 tiếng đồng hồ miên mật đề khởi đại nghi tình tham đi, chẳng cần ghi câu này cùng với các câu thoại đầu cây bách trước sân và núi Tu Di là đồng hay là khác. Nếu ông đem ý thức hướng lên trên thoại đầu so sánh thì sẽ dẫn vào trong lưới nghiệp thức, không bao giờ ông ngộ được.
Tham thiền cần phải cắt đứt mạng căn sanh tử, không có phương tiện nào khác. Ông chỉ cần cắt đứt các thứ tri kiến giải hội, chỉ nắm chắc câu thoại đầu sở tham chẳng kể năm, tháng, tận tình tham đi, chẳng sợ không ngộ. Ông nếu một niệm nắm không chắc, thì thế chỗ hạ thủ chẳng tương ưng, phần nhiều sanh giải hội. Đâu có lý nào cái tâm giải hội có thể cắt đứt được mạng căn sanh tử. Ở quê hương ông, từ trước đến nay không có người nói đến cách hạ thủ công phu, phần đông chỉ hướng lên con đường nghĩa lý tri giải mà đi. Dẫu có hiểu được rõ trong bụng Phật Thích Ca, cũng chỉ là nghiệp thức mênh mang. Ngài Quy Sơn nói, tông thiền này khó được chỗ nhiệm màu của nó, rất cần phải kỹ lưỡng dụng tâm, thật chẳng phải dễ. Chỉ cần dốc lòng chân thật bền lâu tham đi, quyết chẳng dối gạt nhau đâu. Ngài Triệu Châu nói, vì y còn có nghiệp thức. Một lời này là con mắt kim cương của Triệu Châu, chẳng nói với người đọc là có nghiệp thức. Ông nếu hướng lên trên nghiệp thức hội, thì con mắt kim cương của Triệu Châu đồng thời cũng bị mù mắt. Hôm nay ông chẳng cần hỏi có nghiệp thức hay không nghiệp thức, chỉ đề khởi câu thoại đầu nói trên, chẳng quay đầu, chẳng khởi niệm, tham lâu ngày tự nhiên ngộ, chẳng cần sanh một chút tri kiến nào khác, cũng chẳng cần hỏi nghi lớn nghi nhỏ, khởi cùng chẳng khởi. Vừa có tri kiến này đã là quay đầu, khởi niệm rồi vậy. Khai thị thượng nhân mục trong lúc bệnh. Kinh Di Giáo nói, ví như người chăn trâu, cầm roi trong nom chẳng cho nó phạm vào lúa mạ của người. Ngài Quy Sơn nói, một khi vào đám cỏ, nắm mũi kéo ra. Tổ Bá Trượng khen, ông đúng là người chăn trâu giỏi. Phải biết tứ đại là thân bệnh, lục căn là tâm bệnh. Một câu thoại đầu muốn ông tham cứu là thiền bệnh, một niệm rỗng sáng ngay đó siêu diệt là Phật bệnh. Nói một cách vi tế thì hễ dính vào kiến văn giải hội đều là nguồn gốc của bệnh. Huống là ăn uống thất thường, cơ thể sanh bệnh, cái này là bệnh ở trong bệnh. Nay muốn trị bệnh này cũng không khó, chỉ cần đem câu thoại đầu Triệu Châu vì sao nói chữ không đặt ở trên chiếu bên gối, đây là thuốc thần đáng giá ngàn vàng. Muốn cho thuốc này linh nghiệm, không có cách nào khác hơn là khiến cho trong lòng lạnh băng băng, rỗng lặng lặng, trăm điều chẳng nghi, trăm điều chẳng lo. Phật đến, tổ đến đều để các ngài qua một bên, chẳng cần biết đến. Trong lòng không nghĩ trước tính sau, trong ngoài như cây khô, tro lạnh, con quỷ vô thường giết người như hiện ra trước, đều tọa đoạn một lượt. Hạ thủ như vậy, ấy là chăn trâu, ấy là lương y, ấy là thiền trong niết bàn đường, ấy là việc gốc của người xuất gia hành cước. Còn có một câu chưa chỉ bày, đợi ông thuốc bệnh đều quên sẽ nói cho ông nghe. Thượng nhân mục trong khi bệnh cầu cảnh sách, tôi viết như thế để cảnh sách ông. Khai thị thiền nhân vật. Nghi tình không lớn nhỏ, hễ nghi nặng thì gọi đó là đại nghi, nghi nhẹ thì gọi đó là tiểu nghi. Sao gọi là nặng? Chỉ nghe nói đến việc lớn sanh tử, liền tự mang ở trong lòng, muốn buông xuống, buông chẳng được. Tương tự như người rất đói cầu miếng ăn, tự nhiên buông chẳng được, dầu chẳng muốn khởi cũng chẳng tự do mà khởi. Đây là nặng, cho nên gọi là đại nghi. Có cái đại nghi này thì tự nhiên bỏ ngủ quên ăn, thân tâm nhất như, cũng không biết là đại nghi, tự nhiên nghi mãi chẳng thôi. Như người xưa đứng trước sân kháng chữ không, mưa to đến toàn thân đều ướt, chẳng biết thân mình ướt. Nhân vị tăng bên cạnh gọi, tỉnh lại mới biết trên thân bị mưa ướt. Đây là công phu thuần thục, quên cảnh quên duyên. Đây là đại nghi. Đương lúc đại nghi, trong lòng ông vừa có một niệm biết là đại nghi,
thì đã lầm rồi, cũng chẳng thành đại nghi. Cảnh giới của đại nghi này chẳng thuộc về ông. Ông muốn được cần phải có cái chánh niệm, vì sanh tử trong tâm ông chân thật thống thiết, không có một điểm an bài so sánh, lâu ngày chày tháng đều không gián đoạn, tự nhiên hiện tiền. Không có chỗ để ông ra sức, ông hạ thủ công phu đều không có phương tiện, cũng không có chỗ thương lượng. Chỉ cần một cái chánh niệm vì sanh tử chân thật thống thiết, lâu ngày tự nhiên siêu diệt. Ông vì chẳng rõ cách hạ thủ, cho nên mới sanh ra nhiều tri giải. Hôm nay chẳng cần sanh tất cả giải hội, cũng chẳng cần nói tôi căn tánh hạ liệt, cũng chẳng cần nói tôi đối với Bát Nhã duyên cạn, cũng chẳng cần hỏi người khác để cầu phương tiện khéo léo uyển chuyển khai thị. Hễ có một chút dị kiến đều là tà ma ngoại đạo. Trong suốt 20 tiếng đồng hồ chỉ nắm chặt câu thoại đầu: Triệu Châu vì sao nói chữ không? Hôm nay tham chẳng được, hôm nay nắm chặt. Ngày mai tham chẳng được, ngày mai nắm chặt. Cho đến năm này năm tới, đời này đời sau, cũng chẳng cần hỏi bao lâu. Hễ tham chẳng thấu, chỉ thế ấy nắm chặt đi, trừ cái chánh niệm, dốc cả thân tâm hạ thủ công phu lâu dài này ra, thì dẫu Thích Ca, Đạt Ma có trút hết thiền đạo vào trong bụng ông, cũng cứu ông chẳng được. Hãy nhớ lấy, hãy nhớ lấy.